Xin chào các bạn khán giả của Taga Channel. Nếu các bạn vẫn nghĩ nhổ nước bọt vào mặt người khác là một điều thực sự rất là khiếm nhã, thậm chí điều này có thể sẽ khiến anh em bị ăn đấm đấy. Thế nhưng ở một bộ lạc xa xôi tít tắp ở tận châu Phi, việc nhổ nước bọt lại trở nên phổ biến, thậm chí nó trở thành văn hóa của cả một bộ tộc. Trên thế giới thì có thật là nhiều điều kỳ lạ nhưng mà đầy thú vị, phải không nào? Hãy cùng Taga tìm hiểu về những điều thú vị của bộ lạc này qua video. Bộ lạc có bản tính cà khịa bậc nhất thế giới. Giới thiệu một chút về bộ lạc này cho anh em nào chưa biết. Maasai là một bộ lạc thiểu số thuộc bộ tộc bán du mục ở Nilotic, sinh sống tại Kenya và Tanzania, hai quốc gia ở Đông Phi. Người Maasai xưa kia sống chủ yếu phần hạ lưu sông Nin và chỉ bắt đầu di cư đến các vùng khác từ sau thế kỷ thứ 17. Họ đã trở thành một trong những bộ lạc máu chiến mạnh nhất Đông Phi trong khoảng thế kỷ thứ 18 và 19. Tuy nhiên là sau cuộc chiến tranh xâm lược của người Anh và Đông Phi thì hầu hết đất đai của người Maasai đã dần dần bị thu hẹp lại. Ngày nay khi quá trình đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ cùng với việc phát triển nông nghiệp ở Tanzania thì đất sống của người Maasai lại ngày càng khó khăn hơn nữa. Giờ đây ta thường chỉ gặp được những người này trong các khu bảo tồn hay rừng quốc gia ở Tanzania và Kenya. Mặc dù là quá trình hiện đại hóa cũng như du lịch ngày càng phát triển đã ảnh hưởng không nhỏ tới các bộ lạc thiểu số, nhưng mà người Maasai vẫn giữ gìn các nét truyền thống trong sinh hoạt của dân tộc một cách đáng kinh ngạc. Nếu bạn muốn thăm thú những điều kỳ dị, thì đây quả là một địa điểm thử thách đối với bạn. Hãy tưởng tượng xem, nếu mà lỡ đi lạc vào khu vực của bộ lạc này, bạn sẽ bị họ tấn công cũng chưa biết chừng. Anh em chắc hẳn nghĩ rằng đã là bộ lạc thì sẽ hay đi săn bắt hải lượm hơn là chăn nuôi trồng trọt phải không nào? Thế là bạn đã lầm to rồi. Bộ lạc thì cũng có lạc rít và lạc rát. Điểm đặc biệt nhất của người Maasai đó là họ không săn bắt hay giết bất kỳ con thú hoang nào để phục vụ nhu cầu ăn uống của mình. Người Maasai chỉ ăn gia súc từ chăn nuôi, chủ yếu là bò, cừu, dê và họ cũng không bao giờ ăn rau. Họ chỉ chiến đấu khi bị thú dữ tấn công để bảo vệ làng và bầy gia súc của mình. Chính vì vậy, Maasai là dân tộc duy nhất được chính phủ cho phép ở ngay trong các khu bảo tồn thiên nhiên. Làng của người Maasai được tập trung thành hình vòng tròn, khoảng từ 4 đến 8 hộ gia đình cùng sống và chăn nuôi gia súc với nhau, tạo thành một khối dân tộc rất là đoàn kết. Xung quanh làng trồng cỏ và rào những cành keo làm rào chắn, ngăn không cho loài thú hoang bên ngoài xâm nhập. Phần trung tâm của làng là nơi nuôi dưỡng các đàn gia súc. Các ngôi nhà của người Maasai thường làm bằng đất sét, nhánh cây, phân bò, nước tiểu bò kết nối với nhau, tạo thành những vòng khép kín bao quanh. Nghe có vẻ thành trì của bộ lạc này khá là ổn đấy. Cơ mà nhà được làm từ phân bò với nước tiểu bò thì không biết là có tạo nên một mùi thum thủm hay không. Với sự nỗ lực bảo tồn văn hóa bản địa của chính phủ Kenya và Tanzania, số lượng người Maasai đã tăng lên đáng kể. Trong hai thập niên vừa qua, từ khoảng hơn 1 triệu người vào cuối những năm 80 thì tới nay đã tăng lên gấp 4. Họ vẫn sinh sống theo tập tục truyền thống vô cùng đơn giản và gần gũi với tự nhiên. Ở bộ lạc này có những nét văn hóa rất là kỳ lạ mà ngay sau đây khi nghe Taga giới thiệu, chắc hẳn là anh em sẽ mắt chữ A, mồm chữ O khi nghe tới. Nơi một người đàn ông được lấy hẳn 14 bà vợ. Nghe tin này thì chắc là mấy anh con trai chắc là khoái khoái chảy nước miếng lắm đây. Theo sách Chuyện lại châu Phi, thổ dân Maasai có tập tục kết hôn kỳ lạ bậc nhất thế giới. Tại bộ tộc này, đàn ông có thể lấy tới tận 14 bà vợ. Và tại sao lại là con số 14? Có lẽ cái này là do thần linh mách bảo đây. Hầu hết phụ nữ Maasai đều cạo chọc đầu và mang rất nhiều loại trang sức nhiều màu. Từ 9 tuổi họ bắt đầu sâu lỗ tai. Nhìn vào trang sức trên người có thể đoán được tuổi và tứ bậc của những người phụ nữ trong gia đình. Phụ nữ ở đây thường lấy chồng khi từ 13 đến 16 tuổi. Bộ tộc này duy trì phong tục đa thê. Họ có thể lấy được 14 người vợ, miễn là anh ta có nhiều gia súc. Một điều thú vị là người Maasai lấy vợ quy đổi bằng số bò hay dê mà họ phải trả cho bố hoặc già làng bên nhà gái. Thanh niên đến tuổi hỏi vợ thường phải tự gây dựng đàn gia súc của mình. Người nào có đàn gia súc càng lớn thì lại càng giàu, càng có thế lực hơn. Cha mẹ cô gái sẽ gả con cho người đàn ông nào mang đến nhiều bò, cừu và dê nhất. Thế thì cũng dễ dàng hơn việc đi kiếm tiền mua xe mua nhà như chúng ta rồi, đúng không? Ngày trước mà cứ nghĩ đến việc cưới vợ là phải mua xe mua nhà, tiền tổ chức đám cưới thôi là đàn ông chúng tôi đau hết cả đầu, rất là mệt óc đấy. Gia đình người Maasai duy trì tập tục, cha mẹ đặt đầu, con người đó. Tức là người cha trong gia đình sẽ quyết định cuộc sống hôn nhân của con gái. Ông ta sẽ ngồi nhận lễ vật
mà nhà trai mang tới và quyết định ai sẽ là rể, phụ thuộc vào giá trị của số tài sản mang tới làm lễ vật. Người phụ nữ không được tự do yêu đương cũng như quyết định ai sẽ là chồng của mình. Họ không được phép ly dị và phải sống với người chồng suốt cả đời, cam chịu kể cả người chồng của vũ phu hay đối xử tệ bạc với mình. Điều này dường như đã trở thành một quan niệm lâu đời tại đây. Thế nhưng như vậy thì lại quá bất lợi cho cánh chị em phụ nữ rồi, đúng không? Hôn lễ của người Maasai được tổ chức như lễ hội vậy. Tất cả dân trong làng đều được cô dâu chú rể mời đến tham dự. Cô dâu khoác lên mình những trang phục sặc sỡ, trang sức cầu kỳ. Đàn ông đi chăn thả, đàn bà thì xây nhà. Bộ lạc này chỉ chiếm một lượng dân số cực kỳ nhỏ của Kenya, khoảng 0,7%. Theo số liệu thống kê năm 2009, họ có khoảng 841.600 người. Bất chấp chính phủ Kenya nỗ lực khuyến khích từ bỏ lối sống bán du mục, tất cả họ vẫn kiên quyết giữ gìn cách sống truyền thống của mình. Mặc dù là cũng có trồng trọt, cuộc sống các cư dân Maasai phụ thuộc hoàn toàn vào đàn gia súc. Chúng cung cấp cho họ mọi thứ, từ sữa tươi cho đến thịt. Cứ mỗi buổi bình minh lên, nam giới Maasai lại quần áo gọn ghẽ lùa đàn gia súc quý báu ra đồng. Đối với họ, khi thức ăn chính là thịt của con gia súc, thì việc đàn ông chăm lo gia súc là cái chuyện đương nhiên. Khẩu phần hàng ngày của người Maasai là sữa tươi và thịt sống, đôi khi bao gồm cả máu tươi của động vật để mà uống. Gần đây do lượng gia súc bị thu hẹp vì dịch bệnh và thiếu đất chăn thả, họ cũng bắt đầu chuyển dần sang trồng trọt. Các loại cây yêu thích bao gồm cao lương, lúa, khoai tây và bắp cải. Chế độ ăn uống cũng từ từ thay đổi, trở nên cân bằng hơn. Có một cái điểm rất là thú vị trong văn hóa gia trưởng của Maasai, chính là việc phụ nữ làm nhà. Kiến trúc truyền thống ở đây là các dạng nhà tạm thời, hình chữ nhật hoặc hình vuông, tròn, quay lợp lại hoàn toàn bằng vật liệu tự nhiên sẵn có. Chính vì thế, việc làm nhà này phù hợp với hội chị em, khi mà công việc này không quá là tốn sức như chúng ta vẫn tưởng, mà đòi hỏi đôi bàn tay khéo léo hơn. Mỗi khi di chuyển đến nơi ở mới, các chị em sẽ lo cắt cỏ, đốn cây, chuẩn bị làm nhà. Họ chôn các thân gỗ làm khung, sau đó xếp các cành nhánh làm tường, lấy lá cỏ lợp mái và che chắn xung quanh. Cuối cùng thì gia cố bằng hỗn hợp bùn, phân bò, nước tiểu của cả người và vật nuôi. Chúng có tác dụng chống thấm, giữ ấm cho người hoặc gia súc ngủ nghỉ bên trong. Ngôi nhà này có vẻ chất chơi đấy, nhưng mà chắc là cũng ám mùi phết anh em ạ. Đặc biệt trân trọng nước, xem nước bọt là nước quý. Châu Phi là vùng đất vô cùng nóng bức, ít nước thừa nắng. Mọi dân tộc sống ở đây đều hiểu rõ nước quan trọng đến như thế nào. Người Maasai, dĩ nhiên, cũng rất thể hiện sự tôn kính với nước và cũng ở ngưỡng cao nhất. Chính vì vậy họ trân trọng nước, ngay cả là nước bọt cũng rất được quý trọng. Nhờ có nước thì cây cỏ mới mọc lên, có cỏ mới nuôi sống được gia súc, có gia súc thì mới có thịt, sữa và máu nuôi sống con người. Thế nên trong tất cả tạo vật trên đời, nước là cần thiết và thiêng liêng nhất. Bạn biết không, nước bọt thì cũng là một loại nước. Mọi con người đều phải có nước miếng ở trong miệng thì mới sống được. Thế nên nước bọt cũng chính là thứ nước quý giá nhất với họ. Người Maasai cực kỳ trân quý nước bọt, chỉ nhổ ra ngoài khi gặp bằng hữu tốt, người thân xa cách lâu năm hay nhân dịp chúc mừng sinh con, đám cưới. Taka thì thắc mắc là họ nhổ nước bọt ra để làm gì? Để thể hiện rằng mình đem sự quý giá đó ra để chúc mừng cho những việc vui chăng? Nhổ nước bọt, biểu hiện nhiệt thành cao nhất. Phải là khi chào mừng hoặc chia tay với bạn tốt, người Maasai mới nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, sau đó thân ái bắt tay. Cho dù các nền văn hóa khác đánh giá nước bọt là hành vi khiêm nhã, thì đối với họ, đó vẫn là biểu hiện sự nhiệt tình và tôn trọng cao nhất. Khi một đứa trẻ Maasai chào đời, cha mẹ sẽ đón mừng bằng cách nhổ nước quý của bản thân lên đầu đứa bé. Miếng nước bọt là sự chúc mừng, bày tỏ niềm hạnh phúc to lớn và lời cầu nguyện em bé sẽ trưởng thành, khỏe mạnh, sống lâu. Có một số tài liệu còn ghi chép rằng, trước khi gả con gái với nhà chồng, người cha sẽ thể hiện sự chúc phúc bằng cách nhổ nước bọt lên trán và cả ngực cô dâu. Ngoài ra, nước bọt còn được xem là tấm lòng thành. Trước khi trao tặng món quà gì đó cho nhau, người Maasai sẽ nhổ lên nó rồi mới đưa cho. Nếu không nhổ nước bọt mà đưa, thì đó cũng có nghĩa là miễn cưỡng phải tặng. Tập tục này kể ra cũng hay phết đấy chứ. Mới đầu thì nghe hơi ghê ghê, nhưng mà khi hiểu được ý nghĩa của nó thì cũng thấy rất là thú vị. Nhưng mà chống chỉ định ông nào mồm thối mà với cả hay đang bị Covid nhá. Đang Covid mà nhổ nước bọt tòe loè thì lây lan dịch bệnh, chết chết chết, hỏng hẳn luôn. Cuối cùng thì đó chính là văn hóa gia trưởng. Đàn ông đứng đầu là nóc nhà.
văn hóa Maasai theo nếp gia trưởng, đàn ông là trụ cột, quyết định tất tần tật các việc lớn nhỏ trong nhà và ngoài cộng đồng. Một người đàn ông càng có nhiều gia súc và con cái bao nhiêu thì càng đáng ngưỡng mộ bấy nhiêu. Để được xếp vào đức cao vọng trọng, đàn ông Maasai cần có đàn gia súc từ 50 con trở lên. Thuở xưa, tộc này còn thực hành nghi thức bỏ giường. Vào ngày ấy, các đàn ông chồng sẽ để vợ ngủ một mình. Nếu vợ của họ quan hệ với đàn ông khác và có con, đứa con cũng sẽ được tính là con của họ. Quả là những tập tục kỳ lạ chỉ có ở bộ lạc này mà thôi. Đến các chuyện sinh đẻ cũng theo tập tính cộng đồng như thế này thì quá là đặc sắc mà. Rất là hấp dẫn và thú vị đúng không nào? Và video đến đây là cũng hết mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và subscribe tại kênh channel ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn anh em.